Vâng, xin chào các bạn anh em nhé. Trong video ngày hôm nay thì bên em lại giới thiệu thêm cho các bạn anh em một mẫu máy lăn tia xanh siêu sáng đời mới nhất của Akuza. Đây là mẫu Akuza mã sản phẩm là XB0803 này. Đây là phím bóng cơ nhé. Phụ kiện đi kèm bao gồm một máy lăn tia xanh Akuza này, chân máy MS2 này, một quả pin ở trên máy này, một hộp đựng máy này. Đấy, hộp đựng máy là thùng nhôm này, hộp cốt tông này, kính này, một quả pin đại của nó là 10.000 mAh này, một cái hộp để mình gài pin con thỏ mình lắp vào mình sử dụng này, dây đeo này, cục sạc này, và đặc biệt cái mẫu 0803 này nó sẽ có một cái remote điều khiển từ xa để cho anh em sử dụng nhé. Đây là bóng led siêu sáng đời mới nhất thuộc phân khúc cao cấp của Akuza. Mẫu này thì bên em đang bán ở ngoài thị trường có 1.400.000 đồng là miễn ship toàn quốc cho anh em thôi. Tùy vào tài chính của mỗi người thì sản phẩm những cái máy cân mực khoảng tầm hơn 900 đã là bóng nét siêu sáng rồi, nhưng tùy tài chính của mỗi người mình có thể lựa chọn giữa máy vừa tiền và mẫu đắt tiền. Nói chung là nó cũng phải tùy thuộc tài chính của mỗi người. Đây là mẫu lăn tia xanh siêu sáng này, em sẽ mở máy lên cho anh em này. Đấy, sẽ mở máy lên nhá. Nút hạ H là tia ngang này. Đấy, V là tia đứng này. Lăn tia xanh thì nó sẽ có một tia ngang và bốn tia đứng. Bốn tia đứng nó sẽ chiếu vòng quanh nhà nhá, chiếu vòng quanh 360 độ luôn. Còn một tia ngang thì nó sẽ chiếu một hướng này thôi. Đấy, khi anh em bắn ở ngoài trời thì anh em sẽ thấy cái điểm chấm và tia nó như thế này. Tia nó đây là trong phạm vi gần thôi, còn khi anh em bắn xa thì anh em thấy cái điểm chấm của nó. Đấy, anh em bắn xa anh em đây zoom lên cho anh em xem này. Đấy. Anh em bắn xa nó sẽ như thế này. Nhìn. Đấy, đây là em đang bắn ở giữa trời nắng cho anh em nhé, để cho anh em thấy nhá. Đấy, đây là máy lăn tia xanh này. Mã sản phẩm là Akuza XB0803 nhé. Mẫu này thì em đã bán được khoảng tầm 4 tháng nay rồi. Nó là bóng led siêu sáng nhé. Đủ bộ như anh xem là anh em đang thấy là chân có chân mét 2 này. Đấy, và phụ kiện như thế này. Máy thì để bên em bảo hành cho các anh là 12 tháng. Lỗi đổi mới trong vòng 30 ngày. Nhận hàng mình được bỏ máy ra thử máy trước khi thanh toán nhé. Giá sản phẩm là 1.400.000 đồng miễn ship toàn quốc cho anh em. Các bác nào quan tâm về sản phẩm hoặc là muốn mua sản phẩm thì liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình là 0975842993 và 0326548330 nhé. Hoặc là để lại số điện thoại dưới video, hoặc là chụp ảnh màn hình sản phẩm này gửi sang Zalo cho em nhé. Nếu các bác nào ngại thì không muốn gọi điện, hoặc là ngại gọi điện thì chụp ảnh màn hình gửi sang Zalo cho em. Đấy, em sẽ hướng dẫn tư vấn cho các bác anh em sử dụng máy tùy theo tài chính của mỗi người. Đấy, khi anh em đánh xa thì anh em thấy cái điểm chấm này. Em zoom lại lần nữa cho anh em nhé. Đấy, bắn xa kể cả trời nắng hay trời mưa thì anh em sẽ thấy cái điểm chấm này. Anh em nhìn thấy không ạ? Đấy. Nhìn được không ạ? Đấy. Trời nắng hay trời mưa thì mình sẽ nhìn thấy cái điểm chấm của nó. Và trong nhà thì vô đối, đối với máy lăn tia trong nhà thì vô đối luôn. Nhưng các bạn anh em rất là muốn dùng cái máy lăn tia này để mình có thể làm được cả ngoài trời cả trong nhà. Lưu ý các bác anh em là mình làm ngoài trời thì mình dùng máy lăn tia nhé. Còn khi vào trong nhà thì mình có thể dùng máy nào cũng được. Đây là tùy thuộc theo nhu cầu của mỗi người, hoặc tùy theo thuộc theo tài chính của mỗi người. Xin cảm ơn các bác anh em nhé.